Xin chào các bạn, mình là Mia đến từ IELTS Spider và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi nhật ký chill cùng IELTS. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hai kỹ năng cụ thể cho chặng đầu tiên từ 0 đến 5.5, đó chính là listening and speaking các bạn nhé. Thì đây là hai kỹ năng mình nghĩ là luôn luôn đi đôi với nhau. Để có thể có kỹ năng nói tốt thì các bạn cần phải nghe tốt và ngược lại. Rồi, thì trước hết mình có một lưu ý như sau. Đó là nếu như bạn là người mới bắt đầu và chưa đạt được đến mức 4.0 thì các bạn chưa cần tập trung vào các dạng bài IELTS cụ thể nhé, mà chúng ta cần tăng cường kỹ năng nghe căn bản trước. Bởi vì khi các bạn đã có khả năng nghe tiếng Anh căn bản tốt rồi thì việc luyện IELTS listening theo dạng bài sẽ trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, và một phương pháp mình thấy rất là hiệu quả khi học nghe tiếng Anh cũng như là luyện nghe IELTS, đó chính là chúng ta nên kết hợp nghe chủ động và nghe thụ động các bạn nhé. Cụ thể thì nghe chủ động tức là chúng ta vừa nghe và vừa học theo những cái bước nhất định thì mình sẽ đi vào chi tiết sau. Về thời lượng thì chúng ta nên dành khoảng tầm 4 ngày cho việc nghe chủ động. Ví dụ như các bạn có thể phân bổ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật chẳng hạn. Và mỗi lần chỉ cần tập trung học từ 15 đến 20 phút nghe chủ động là được rồi. Còn đối với nghe thụ động thì chúng ta có thể phân bổ ở những cái ngày khác như là thứ 3, thứ 5, thứ 7. Cụ thể thì nghe thụ động tức là các bạn chỉ cần tạo ra một môi trường tiếng Anh cho bản thân mình là được. Nghe và không nhất thiết là phải học quá kỹ như là khi chúng ta học nghe chủ động. Và một số những cái nguồn mà mình gợi ý các bạn tham khảo cho việc nghe thụ động đó là các video TED Talk này, Friends là một series rất là nổi tiếng của Mỹ, hoặc là Rick and Morty chẳng hạn, vân vân. Và đối với việc nghe thụ động thì các bạn cứ cố gắng nghe và xem càng nhiều càng tốt, vì mục đích của nghe thụ động chủ yếu là để tạo môi trường tiếng Anh để chúng ta có thể quen với cái ngôn ngữ này mà thôi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào phương pháp nghe chủ động, phần quan trọng hơn khi luyện nghe tiếng Anh các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chú ý lựa chọn tài liệu nghe chủ động phù hợp. Cụ thể là gì? Thứ nhất thì chúng ta nên chọn các tài liệu có transcript, hay tức là bản chép lại những cái lời thoại mà người nói trong file nghe. Đó. Và đồng thời chúng ta cũng nên chọn những tài liệu nghe có tốc độ nói chậm vừa phải và mỗi file nghe không dài quá 10 phút các bạn nhé. Rồi, và một số những nguồn mà mình nghĩ các bạn nên tham khảo để luyện nghe, thứ nhất là cuốn sách Tactics for Listening, trình độ basic này. Và có hai trang web mà mình thấy rất là hiệu quả trong việc luyện nghe chủ động. Thứ nhất đó là VOA Learning English. Và đối với cái trang này thì các bạn có thể chọn trình độ beginning level nếu mà các bạn là người mới bắt đầu dưới 4.0 chẳng hạn. Và đồng thời trang web Learn English British Council phần listening, cụ thể là trình độ từ A1 đến B1 các bạn nhé. Cả ba tài liệu này thì sẽ đáp ứng đủ những cái tiêu chí về tài liệu mà mình đã nói ở phía trước, đó chính là có transcript cho mỗi file nghe, tốc độ chậm vừa phải, các file nghe không quá dài, và quan trọng nhất là ba nguồn này đều bao gồm những bài tập luyện tập rất là chi tiết và hiệu quả cho các bạn sau khi nghe mỗi một bài nghe. Ok, bây giờ Mia sẽ đi chi tiết vào phương pháp nghe chủ động các bạn nhé. Từng bước thực hiện phương pháp này như thế nào? Thì như mình nói ở phần trước, nghe chủ động sẽ là cái phương pháp quan trọng hơn khi chúng ta luyện nghe tiếng Anh. Đối với nghe thụ động thì đơn giản chúng ta chỉ cần xem và nghe tiếng Anh nhiều nhất có thể để có thể quen với cái ngôn ngữ này và có môi trường nói tiếng Anh thôi. Tuy nhiên, đối với nghe chủ động thì sẽ có những cái bước cụ thể sau đây nha. Bước đầu tiên hay là step 1, chúng ta hãy nghe cái tài liệu của mình mà không sử dụng transcript hay là không nhìn vào cái bản chép lời thoại. Đó. Và mục đích cái bước này là để hiểu qua nội dung của file nghe. Các bạn không cần phải hiểu hết, chỉ cần hiểu tổng quan về cái nội dung và ý chính của những người nói thôi. Sang đến bước tiếp theo, step 2, thì chúng ta hãy vừa nghe vừa chép chính tả. Các bạn hãy cố gắng ghi lại những lời thoại của người nói trong file nghe một cách chính xác nhất có thể. Và chú ý là chúng ta không nên nghe đi nghe lại quá nhiều lần ở cái phần step 2 này nhé. Hãy chỉ nghe một lần thôi và cứ chép lại tất cả những gì mà bạn có thể nghe được.
Và đây là ví dụ của một file nghe trên một trang web mà mình đã gợi ý các bạn tham khảo ở phần phía trước, đó là VOA Learning English các bạn nhé. Rồi, sang đến bước tiếp theo hay là step 3 thì chúng ta hãy đọc transcript được cung cấp. Đó, thì đây chính là cái bản chép lại các lời thoại mà cái tài liệu nghe sẽ cung cấp cho mình. Ok, đến bước thứ tư hay là step 4 thì chúng ta hãy vừa nghe và vừa đọc transcript cùng một lúc các bạn nhé. Thì đối với cái bước này, chúng ta lại một lần nữa tập trung vào các phần chưa nghe được và xác định lý do vì sao những phần đó lại khó nghe đối với chúng mình. Đó, thì có thể có một số những lý do thông dụng như sau là tốc độ này, hay là phát âm, hay là accent, tức là giọng của người nói. Thì cái việc xác định lý do chưa nghe được sẽ giúp chúng ta cải thiện những phần đang bị yếu và đồng thời cải thiện cả phát âm của mình nữa. Và bước cuối cùng hay là step 5, chúng ta nên làm một số những điều sau đây. Thứ nhất, các bạn hãy ghi lại và học những từ vựng mới từ file nghe cũng như là cách dùng những từ vựng đó. Thứ hai, chúng ta hãy nói lại theo transcript gốc, thu âm lại cái bản chúng ta nói và so sánh bản ghi âm đó với file nghe gốc hay là audio gốc để xem là phát âm của chúng mình đã chuẩn được so với người bản xứ là bao nhiêu phần trăm rồi. Đó, thì Mia nghĩ là chúng ta nên lồng ghép cái việc học phát âm vào khi học nghe, bởi vì khi mà chúng ta có phát âm chuẩn thì nghe mới tốt và ngược lại. Rồi, và cuối cùng trong step 5 thì chúng ta hãy làm các bài tập liên quan được đưa ra bởi cái tài liệu nghe chúng ta lựa chọn nhé. Cụ thể với trang web VOA Learning English này thì sau mỗi bài nghe các bạn sẽ thấy có một cái listening quiz như ở đây. Và những bài tập hay là quiz như thế này sẽ giúp các bạn tiếp tục củng cố kỹ năng nghe hiểu của mình. Ok, vậy thì các bạn hãy nhớ toàn bộ 5 bước, 5 steps để có thể nghe chủ động một cách hiệu quả nhất như Mia đã gợi ý ở đây nha. Ok, và sau khi các bạn đã củng cố nền tảng kỹ năng và đạt được trên mức khoảng tầm 4.0 rồi thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu làm quen với các dạng bài cơ bản trong IELTS Listening nhé. Ví dụ như là Form, Note, Table or sentence completion, nghĩa là các dạng điền form này, điền note, điền bảng và điền câu, và dạng multiple choice là dạng chọn đáp án đúng các bạn nhé. Và cái tài liệu mà mình gợi ý các bạn tham khảo cho giai đoạn này đó là cuốn Get Ready for IELTS Listening của nhà xuất bản Collins nha. Ok, vậy thì chúng ta đã đi qua toàn bộ phương pháp học nghe IELTS Listening cho người mới bắt đầu rồi. Vậy thì bây giờ Mia sẽ chuyển đến phần tiếp theo, đó là kỹ năng Speaking. Kỹ năng luôn luôn đi đôi với kỹ năng nghe Listening các bạn nhé. Phần quan trọng đầu tiên và căn bản nhất khi học Speaking, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu, đó chính là kỹ năng phát âm. Và các bạn có thể học phát âm theo phương pháp Shadowing, nghe người bản xứ nói và nhắc lại các bạn nhé. Và khi thực hiện phương pháp này, các bạn hãy chú ý đến một số những yếu tố sau đây. Thứ nhất là khẩu hình miệng của người nói, cách phát âm các âm cụ thể, trọng âm của từng từ và ngữ điệu của lời nói. Đó, thì khi nhắc lại theo người ta, các bạn hãy chú ý bắt chước theo đúng những yếu tố này nha. Đồng thời, chúng ta cũng nên để ý những từ khó phát âm hoặc là những từ dài, tua đi tua lại phần người nói phát âm từ đó, nhắc lại theo. Và đồng thời, chúng ta cũng nên đối chiếu và tra phiên âm IPA của những từ đó để có thể nắm được quy tắc phát âm nhé. Và đối với phần này thì các bạn có thể sử dụng từ điển Oxford Dictionary hoặc Cambridge Dictionary online nha. Và cuối cùng, khi sử dụng phương pháp shadowing để luyện phát âm thì chúng ta không nên nhắc lại theo cả đoạn dài mà chỉ nên nghe và nhại lại theo 1 đến 2 câu nhỏ thôi nhé, và đảm bảo chuẩn những yếu tố mà mình đã đề cập đến ở trên. Ok, và song song với việc học phát âm thì đối với chặng thứ nhất, chúng ta cũng có thể bắt đầu làm quen với IELTS speaking cơ bản luôn nhé. Cụ thể là chúng ta hãy chú ý vào Speaking Part 1. Đó, thì đây là cái phần mà sẽ hỏi nhiều về các Common Daily Topics, tức là các chủ điểm quen thuộc với cuộc sống hàng ngày. Sorry các bạn nha, thì chữ Part này chỉ có một chữ R thôi, mình viết nhầm một chút. Một số ví dụ về những chủ điểm rất quen thuộc đó là Family, gia đình này, Friends, bạn bè, Work and Study, công việc và học tập, Hobbies, các sở thích,
và special occasions là các dịp đặc biệt này. Đó, và khi học theo những cái chủ đề quen thuộc này thì các bạn hãy dựa vào các câu hỏi speaking part 1 đơn giản để có thể luyện nói nhé. Ví dụ như sau: Do you work or study? Bạn đang làm việc hay đang đi học này? What do you do in your free time? Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Và khi học speaking theo những chủ đề quen thuộc cùng các câu hỏi part 1 đơn giản như thế này thì các bạn không cần phải đưa ra những câu trả lời quá dài và phức tạp nhé. Chúng ta chỉ cần đưa ra 2 đến 3 câu cho mỗi câu hỏi. Tuy nhiên hãy đảm bảo chuẩn về mặt ngữ pháp, phát âm cũng như là cách dùng từ vựng nha. Mình lấy ví dụ một câu trả lời trong chủ đề work and study, học tập và làm việc sau đây này. I'm a university student. I major in economics. My dream is to become a successful businesswoman. Nghĩa là tôi là một sinh viên, ngành học của tôi là kinh tế và ước mơ của tôi là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Ok, và tài liệu mà mình nghĩ các bạn nên tham khảo trong những cái giai đoạn mới bắt đầu này đó chính là cuốn Get Ready for IELTS Speaking của nhà xuất bản Collins nha. Đó, thì các bạn có thể học song song hai cuốn Get Ready for IELTS này, Listening và Speaking, vì mình nghĩ là cái bộ sách này rất là phù hợp cho người mới bắt đầu, mới tiếp cận với những giọng bài cơ bản của IELTS. Mình mong rằng qua video này các bạn đã có một cái định hướng rõ ràng hơn về việc học hai kỹ năng này khi mới tiếp cận IELTS nha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, video cuối cùng trong chặng thứ nhất từ 0 đến 5.5 nhé. Bye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.